Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngô Thủy Tiên, Hoa học trò Icon 2010. Và ngày hôm nay Thủy Tiên rất là vui được trò chuyện cùng với các bạn giả của báo Hoa học trò. Đã bước sang năm mới rồi và dự định đầu tiên của mình là sẽ chú tâm vào việc học hành nhiều hơn. Và song song với việc đó là mình sẽ cùng với nhóm nhạc của mình ra MV và single mới của nhóm. Các bạn hãy cùng đón xem và ủng hộ nhé. Sang năm 2012, mình xin chúc cho các bạn độc giả của báo Hoa học trò có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Mình cũng chúc cho các bạn học hành thật là chăm chỉ và đạt được nhiều kết quả cao trong học tập. Các bạn độc giả hãy giữ gìn sức khỏe nhé.